Dạ, xin chào bà con bác đang xem ạ. Hôm nay cùng với team sẽ đi thục cá bóng sào giữa các mương á bà con. Quá nè. Mới đi ra mà đã dính một con trà bá lửa luôn bà con ơi. Rồi, bỏ vô. Quá hấp dẫn. Team ăn sẽ đi thục cá bóng sào ở các mương nha bà con. Bá lửa. Đây loại mương luôn, loại mấy cái mương vườn. Sẽ đi kiếm. Đây đang dí. Ê cá. Đâu cá. Trời ơi, dễ ăn quá bà con ơi. Úi trời ơi. Con nào không nghe chào bán luôn. To đùng. Đây cuộc cận cảnh nè. Quá trời con cá. Thánh đi soi rồi. Chưa gì hết thì biết chỗ đó có con cặp mới ghê chứ. Nhẹ tay thôi. Rồi. Đâu. Dưới này hả? Trời ơi, chưa kịp ra tay nữa. Quá trời rồi. Làm gì thấy nôn quá hả? Đâu, con cá đâu. Cá bá nè. Quá đã bà con ơi. Vô cái thùng kia. Quá êm. Tiếp tục. Rồi, đi. Nhìn làm như biết điểm nuôi ở đây hay gì vậy anh Hùng? Cái này là... cá đồng mà làm như anh nuôi mà đồng vậy á. Giờ mình thấy cái mà nó ăn là mình biết. Rồi, nguyên cái mương nhìn là mình biết có chỗ nào có con cá luôn mới ghê. Cao thủ. Biết cái khúc nào mà có cá ở khúc nào không? Rồi khúc này có nè. Trời ghê vậy. Trời ơi. Cái ngày trong nước hả? Đâu có không? Me quá trời luôn. Cái này có không? Ở quá thì ngắt luôn. Nó đâu đâu? Có Trời ơi. Dạ. Ôm nhậu mà đã tao nói đóng rồi. Không chịu ta. Thằng bỏ đi. Nó nằm bên thằng dưới nè. Ở đây cũng ngồi từ từ cái lạc hang. Trời đất ơi. Trời. Uổng chết luôn. Cái trà bá lên trời thấy không chứ đâu chụp kịp. Trời ơi nó tiếc. Thằng chính này của anh hả? Trời. Bấm vô tầm giác nha. Đừng vô. Hình như nó lại cái trò em hay gì kìa nè. Thấy ta? Nè. Sao nhỏ nhỏ vậy? Chính này hả? Ồ, cá. Đây một con. Cao thủ. Vô thùng. Một mình đây mà khó bắt nó lắm. Em có đụng vô gì đâu mà mình anh bắt không chứ em. Phải chặn ngắt nó được để nó mung ra. Chạy. Rồi để coi. Cái này nó biết mà. Phải rực đuổi luôn mò luôn. Ghê vậy. Chắc khó mò được anh ơi. Nó lặn khó mò lắm. Nước nhiều quá. Để nước cạn dễ mình bắt nó. Khó hơn mò tôm nữa mà. Tạm quên. Đúng rồi.
chạy. Rồi thấy rồi. Mày bắt anh phải đây. Mày bắt ra đây. Đây mới hay còn đó. Cũng lại ha nè. Hay quá. Đừng nhớ là không làm gì được chứ. Đặt ra đây. Hả? Đụng nó đây là bắt được chứ. Về đi má. Chứ mình giờ má là nó cũng xong rồi. Đừng đụng cuốn nữa. Đụng vô đây hả? Đụng vô. Đừng có phải làm cái nhát đây là tiếp. Thôi cũng được rồi. Lần đầu tiên gặp kỳ công cái đó. Còn cao đi xíu luôn á. Bắt đường cá này giờ mà bắt không được thì nó cũng ở trong đây này. Nó cũng đi đai luôn mà. Để tôm luôn á. Nó cứng á. Có chi nhiều nó thấy hai tay chặn rồi không có cái động lên á. Bỏ hình như dần được luôn chứ giờ buông nó cũng mấy luôn à. Đây này chứ đầu cũng nhức cái đầu á. Thế không được thì ngồi rồi. Con này cũng xong luôn à, không có đường nào cứu hết. Chết đi con. Tôi đây mà nó không ra rồi nó cũng lấy luôn cả. Nè, thấy không? Nó lội nó xét. Có không? Con anh bự vậy hả? Dạ. Cái gì? Ờ con em nè. Nè. Tôi anh chị bá của em. Con muốn công hay gì á. Cái đầu lên đó. Coi. Được. Cả mấy. Đây, cái thùng kia. Đưa vô cái lưng vậy. Vô. Gắn cá trời. Gắn cá là muốn cá. Cái gì? Gắn bắt lên tôm luôn nè. Gắn luôn lên. Cái đầu gắn sao đó, nhìn giống luôn chứ. Đâu đâu, có chưa, có chưa. Có chừng nó còn hai chân ở đây nữa, cao hai này nữa nè. Điện thoại nào em hay nào? Tôi có hàng nữa nè. Đó nè, nó nhảy nè. Hả? Hả? Không biết nhảy hàng đó là gì? Đó. Không. Con nào nói chả bá lửa không? Tới đây mà xảy nên thôi lỗi cho mình đó. Đó tay mày á. Một con cá. Chà bá. Sao cái nắp thùng này sao thấy nguy hiểm như cái miếng kia miếng đậy đâu? Giải rồi. Trời ơi, sao căng vậy? Được, này mới đúng rồi. Phải không? Mới đúng, mới đúng. Đó nè. Đây đây, để em xuống, em xuống. Thằng nào đâu? Đây nè. Từ 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 từ. Cái càng hàng đó đó. Thử coi kiểm nghiệm không, cái gì không ăn cá thùng hả? Không có thùng, coi chừng nó chạy nè. Đừng đứng đứng tới đứng thùng nè 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 con cá mẹ nè. Đâu 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 còn hai, còn nhắc nè. Đứng 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 đứng
cung chưa? Được chưa? Cái này cái mưa này nó chạy dưới mới đã nè. Cạn. Phải hả? Vâng vậy. Không chưa? Con bé hết ơi. Rồi thôi. Coi chẳng nghe thấy đừng gì nữa sục. Sục ra. Nhưng có mình thấy này. Cái gì? Mình thấy này. Cái gì? Đâu ghê 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 ghê. Quá hay anh ơi, hình như cái con nào mà em xuống em phụ là không được. Con này xuống nè. Mày có quá mày không xuống mà thục đó. Không phải sát cá rồi. Có nữa hả? Trời đất ơi. Mình xuống hình phụ là mình dí được mà không được. Đừng có thò vô cái nó lạc ha. Dễ lạc quá. Thầy ơi. Chỉ có anh Hùng thôi. Đâu? Không chụp hụt không hả? Xảy nữa hả? Nè trời, hai con xảy một lượt. Ủa nó nhảy lưng tưng thấy đá ghê. Khó mò nước. Hai con sâu sông thành cá sâu luôn. Có nữa hả? Nè. Chà, bả, vô thùng. Ai. Ê. Cái thùng mà con sấy. Đó, cái này thiệt chứ. Có anh là được rồi. Em phụ quả cũng được mà. Bắp luôn rồi hả? Thì nó lại tới kia chạy ra đầu kia nha. Đây cái gà rồi không hót được đâu. Rồi thôi, chỉ cái lụm đó hả? Thôi tao cái gì? Cái muốn dừa à?
đi kiếm. Chị vòng vòng đây không chứ đâu. Chạy đâu, chạy đâu. Đúng chưa, đúng chưa? Đúng rồi. Cái ngựa. Tao sợ vô con cầm chút lắm. Ôi tao. Từ 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 từ. Cái hàng này nó qua tới đây. Hai bắt không mà anh Hồng bắt không? Trời anh cái bự. To đùng luôn. Rửa sạch sạch đi. Quá hấp dẫn. Nó dễ nhảy gà quá ta. Tắt lên cực rồi hồi sảy hết đi. Con này mượn hơn. Con này mượn hơn nữa. Ôi. 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 Con này nó to. Khủng khiếp. Vô. Con này bự nhất đâu nãy giờ đó. Tưởng đâu hết hả? Bây giờ đại chiến được mười mấy con hả? Không nhiều, không nhiều. Thằng con nào con nấy bự ghê. Này làm gì ngon hồng nướng hay hồng? Đi chiến mà gặp thất mùa rồi.